mà, tôi muốn có chồng, tôi chưa chết mà, trời ơi. Vậy sao xuống trời? Tôi muốn có chồng mà. Ê bạn cứu tôi, bạn ơi, chết tôi bạn. Ủa Jennifer, xuống đi. Trời ơi tên đẹp quá Jennifer nữa. Mày từ từ thôi. Mày có sao không? Mày có sao không? Trời ơi, tôi ẩm người luôn. Trời ơi, tao đau đớn quá à, cho tao về đi. Trời ơi, tao muốn về nhà chứ. Nè, cái đồng hồ không sao là được rồi. Ờ, còn nguyên á. Tao muốn có chồng mà. Ê, còn thằng nữa đâu? Hả? Còn một đứa nữa. Đâu rồi? Mày đâu? Chết rồi hả? Sao? Sao mày buồn vậy? Nó chết rồi phải không? Phải đi kiếm nó chứ. Phải kiếm nó. Anh đừng sao, biết đâu mà kiếm. Nó chết rồi. Cô ơi, Đợt ơi Đợt. Đợt, mày đâu rồi Đợt? Mày đâu? Mày còn sống không? Mày còn sống không? Mày đâu rồi? Chết thôi nào. Tao nè. Trời ơi. Trời, trời ơi, mừng quá. Còn sống hả? Tao còn sống, sao tao nhảy xuống mà sao không sống được? Vậy hả? Nhảy xuống mà sao sống được hay vậy? Tao nhảy xuống dưới cái cây, rớt vô cái lá, sống. Ngộ quá. Tao lao. Chứ sao? Cũng tại mày hết á. Tao không đi theo mày nữa. Hả? Mày bỏ tụi tao hả? Tự nhiên à. Nó đâu vậy? Đứng lại. Cái gì? Đi đâu hả? Ba lô của tao. Lấy lộn ba lô. Mày nè. Tao đi nói bao nhiêu lần rồi. Làm gì có kho báo. Đi kho báo cái gì? Mày ờ cái gì? Mày là cái đồ tham lam nha. Tham lam cái gì? Tự nhiên tao là con gái, tụi bay rủ tao đi, tao biết cái gì mà kho báo. Mày tưởng tao không biết hả? Biết gì? Mày đi phẫu thuật thẩm mỹ thiếu người ta 1 tỷ đồng. Mày nhớ không? Thì từ từ tao trả chứ, tao hẹn tao làm nữa mà. Tao hẹn tao làm nữa mà. Tôi không biết là sao ông bác sĩ Điền cũng làm cho bà hoài. Càng làm càng xấu. Tại ông thích tao, mày ganh tị hả? Chắc mày đẹp hả? Trời, ai cũng nói vậy hết á. Thôi, chừng nào hai mày nói xong kêu tao, tao vô tao ngủ tí nha. Vậy hả? Mày khùng hả? Chứ mà tụi bay nói cái gì, nói liên tục vậy, bây giờ rớt máy bay không có lo gì hết. Bây giờ mày kiếm người lại đây cứu tao đi, tao muốn có chồng, tao muốn đi về. Mày im đi. Mày gọi ai vậy? Cho ba tao. Hả? Mày... Sao vậy? Không có sao. Ôi vậy tụi mình đi đâu vậy? Bây giờ tao nói cho tụi bay nghe. Tụi bay yên tâm đi, tao là thủ lĩnh của tụi bay. Tao đã chuẩn bị tất cả rồi. Cái gì vậy? Ten 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 ten. Ủa cái này là cái gì vậy? Miếng vải gì vậy? Cái bản đồ. Hả? Cái bản đồ này vậy? Cái bản đồ hả? À. Không lẽ câu chuyện kho báu là có thiệt hả mày? Thiệt. Cái bản đồ này ông cố nội tôi để lại. Ờ. Ông cố nội tôi vẽ mà. Sao cái chữ gì lạ quá vậy? Sao? Cái chữ lạ mày đừng có để ý. Mà... Tao không có thấy cái chữ gì mà tao thấy trái chuối nè. Ông cố nội đi. Bây giờ nè, bây giờ làm sao? Kiếm đường đi về nhà giùm tôi nè, tôi không cần kho báo nữa. Bây giờ tụi bay nghe tao nè. Theo như cái tính toán của tao thì hiện tại chúng ta rất có khả năng đang rơi máy bay ở vị trí này. Nhưng nếu may mắn, chúng ta sẽ có khả năng rơi ở vị trí này. Nhưng cuộc đời tao chưa bao giờ may mắn, cho nên tao nghĩ tao vẫn rơi ở vị trí cũ. Ủa gì kỳ vậy? Cũng chính là vị trí có kho báo. Vậy là bây giờ mình đang ở vị trí này. Đúng. Sao mày biết? Tại vì nó nằm ở cấp độ nào vậy? Cấp độ nè, mày quay lại là mày thấy. Nè.
Mà cái bản đồ ai đưa cho mày vậy? Ông cố nội tao đưa. Sao mày không kêu ông cố nội mày dắt mày đi đi? Đúng rồi. Ông có chỉ ông ra gì hết trơn à? Đúng rồi. Đi tàu lao. Đúng rồi, ông cố nội mày vẽ này thì mày kêu ông cố nội mày dắt đi cho dễ biết. Ông cố nội tao chết rồi. À, vậy ông cố nội tao cũng giống cố nội mày á. Đúng rồi mày. Bây giờ chết tới nơi thì không lo. Vậy chứ sao? Tao có thấy cái gì trong đây đâu. Bây giờ kiếm người đưa tao về đi. Tụi bay muốn đi đâu đi, tao con gái. Mày rủ tao đi làm chi? Hồi nãy tao đẹp lắm, giờ tao xấu quắc rồi thấy chưa? Mày chưa bao giờ đẹp hết trơn nha. Kệ tao. Đây, tập trung cho các bạn đồ. Tập trung đi. Vô đây, tập trung cho các bạn. Kệ tao. Kệ tao. Bây giờ mày vui á, mày vui sao mày cười hoài mày? Tao tập trung hoài mà tao không thấy gì hết. Bây giờ mày tập trung cho các bạn đồ đi, hiểu không? Bây giờ mày mày cứ nói câu nào cái nó tán mày cái. Bây giờ tao thấy vậy nè là coi như hồi nãy mà cái ngọn gió cấp mấy nó đưa tao đi tới đâu đó. Thì nè bây giờ mày nè bây giờ mày đừng có quan tâm tới cái chuyện ngọn gió nữa nha. Bây giờ mày chỉ quan tâm cái gì là làm sao tìm được đường đi về. Đó. Để tìm được đường đi về thì đầu tiên chúng ta phải xác định được vị trí của chúng ta. Tao nói thiệt, bây giờ cứ đi thẳng ra quốc lộ là có đường về nhà thôi. Rồi đó mày đâu chỉ đường quốc lộ coi đó, chỉ coi. Chỉ đi. Rồi bây giờ sao? Bây giờ tao nói tụi bay nghe, tụi bay hãy tìm xung quanh đây. Coi coi có cái vật gì nó giống như là cái ký hiệu trong cái bản đồ này thì mình mới biết vị trí của mình. Hiểu không? Tìm đi. Cái này nó rối quá, nhìn không ra cái hình gì hết. Trời ơi, tự nhiên rồi giờ mày đặt vẽ cái bản đồ chi vậy trời? Không có nội tao vẽ. Thì tao biết rồi. Để tao. Mày đi, tìm coi là xung quanh đây có cái gì nó giống như là cái ký hiệu, hiểu không? Thì mình phát hiện ra liền. Bây giờ mày cũng kiếm đi. Không, tao đứng tao canh cái máy bay, mất cái máy bay tao. Tụi bay đi tìm đi, nhớ đem đồ ăn thức uống về cho tao. Tao ngồi tao đợi. Chuyện gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Gì? Hả? Gì mày? Cái gì vậy? Mày khùng hả? Tránh ra coi. Cái gì? Ê, tàu lao để tao. Cái gì kìa? Cái cục văn khe hả? Tao nói thiệt á, sao hai bay cứ lạ quá hả? Mày vô mày coi. Ơi đó thấy chưa? Ơi ồ ồ ồ ừ. Ý cái này tao thấy ở đâu rồi á? Này là gì vậy? Im, bức tượng thôi mày làm quá gì? Ngu, không có tự nhiên mà bức tượng xuất hiện trong khu rừng đâu, phải có người làm ra nó. Thấy chưa? Tụi bay hiểu không? Có nghĩa là theo tính toán của tao gần đây có người sống. Ý, tao đang nói mà. Bức tượng đẹp quá ha. Ai có thể điêu khắc mà y chang người thiệt vậy trời? Ừ. Mày đứng hồi cái này người ta gọi là nữ thần tự do đó. Ừ đúng rồi mày ơi. Ồ mà sao? Sao? Đúng rồi. Nữ thần tự do là ở bên Mỹ. Chứ không phải bên Pháp hả? Ủa mà sao bà không cầm gì mà bà cầm cuốn sổ với cây đàn cày vậy? Mày hỏi mắc cười à, bà tên gì? Bà nữ là nữ thần tự do. Ờ thì bà tự do mà bà muốn cầm mẹ gì bà cầm chứ. Thằng lao ơi. Chà, cái tượng này ai làm mà cái lông mi dạng thiệt trơn vậy? Trời đất ơi, đẹp dễ trời. Tượng... Bờ môi nè, trời ơi. Cái tượng nó không có nhúc nhích ha. Ê, mày bịt cái mũi lại lát nó có bật ngửa không ta? Mày điên quá, bức tượng bật ngửa. Ai biết được? Tao giọng mày bật ngửa quá. Nè, về nói bác sĩ thẩm mỹ, nhìn cái khuôn mặt này mày làm theo. Đúng rồi. Nghe chưa? Thấy người ta cân đối không? Cân. Chỉ trẻ rồi. Ê, à, nó cự luôn mà. Tại sao? Vô sao? Vô sao? Nó ghê quá, nó cười có nghĩa là bức tượng này nó linh thiêng đó mày ơi. Mày để lại chỗ cũ đi. Thôi đi liền. Ở trong. Xin chỉ đường về nhà. Ừ, ô, còn có đảng cho con về nhà. Ừ. Cho con về nhà được không? Cái gì vậy? Giờ sao? Mày đẩy nó vô đi, cái bức tượng linh thiêng ở trong rừng mày đụng vô là mày bị ám đó. Đẩy nó vô chỗ ngủ đi. Đẩy vô. Pháp phá.
ba vụ này nó khoái rinh lắm. Cháu lấy tao rinh á mà nó giành. Biết rành nữa lắm. Gì nữa vậy? Chết trời. Chết cha. Cô rắn cô rắn kìa, xin ra đi. Nhả ra, nhả ra. Để tao Hít bạn vô. Đó, nó căng nên dễ lấy ra lắm. Không bên này. Thôi, bỏ đi, ghê quá. Thôi, dục vô đi, ghê quá. Gì vậy? Gì vậy? Đi đi. Làm gì dữ vậy, để tao. Ra đây cơ. Cô Ca Chi. Cô Ca Chi. Đi đây có một hình hả? Cô Ca Chi, nó nói gì vậy? Mày ra đi, để tôi cứu nó ra, đi ra đi. Cái chân nó bị kẹt cho cục đá này, mày kéo ngoài bẻ cái chân nó bây giờ. Đi ra đây cưng. Ra đi. Vậy. Từ từ, bà đừng có làm nó quá đó sợ. Chưa. Để tao tao phụ nữ với nó. Để tao nói nó hiểu. Bạn gái tụi bay nói tiếng thú nó không hiểu đâu. Nè cưng, nghe chị hỏi nè, đồng và bạn gái như nhau nha, cho chị hỏi kêu cô Ca Chi cho con. Cô Ca Chi Trịnh Kim Chi. Mày muốn nói giao tiếp với nó mày phải dùng sinh ngữ, hiểu không? Mày bây giờ đó, nhưng mà đó. Hỏi mình phải dùng sinh ngữ mình, hiểu không? Rồi, nói gì? You cheat. You cheat kìa, cheat kìa đeo. Cheat nữa. Cheat leo, hiểu không? You cheat leo. Đi. Cô Ca Chi. Làm gì vậy? Trời ơi, nó đi rồi, ai chỉ đường mình về. Nó đi ra, chỉ đường mình về, đuổi theo. Qua nói chuyện nó đi. Ê mày thấy nó giống học bài không? Học bài người ta hay đọc lớn rồi đó. Mày rảnh quá hả? Để tao. Ê, nhiều khi nó là người bán đĩa đấy mày. Nó nhìn mặt đồ nó biết đâu. Lấy cái bản đồ hỏi nó, ngu quá. Em ơi. Dạ chào chị. Chào chị. Dạ. Xin lỗi chị. Hỏi đi, về nhà nhanh lên. Chị chỉ em cái bản đồ được không chị? Chỉ đường. Nói. Đúng rồi. Rồi. Tao hiểu rồi. Nó mổ gì như con gà vậy mày? Lấy thóc cho nó ăn đi. Lấy thóc liền. Nó mổ ghê vậy mày? Cái ngôn ngữ người ta là như vậy. Ôi nó cười duyên với mày kìa. Lấy sắc đẹp dụ nó. Thôi mày dụ đi cho mày luôn á. Thôi mày dụ đi. Ê, thích hàng phong tục tới Mỹ lỗi không? Hàng lỗi. Nè bà đi. Nó không chịu đâu. Mày gớm quá. Tại tôi hơn nó, nó không chịu. Vô. Hỏi tiếp. Chỉ lại lần nữa được không bạn? Chỉ lại lần nữa. Đúng rồi. Mày mổ như con gà vậy đó mày. Tao không biết, mày tính đẻ đi về. Chết ở đây là chết. Nghe nè, chỉ một lần thôi. Chỉ ngắn gọn thôi. Im lặng rồi biến đi.
District 78. Ole! Tới đây làm chi? Ủa? Ủa? Sao biết nói tiếng của mình? Ai biết đâu? Hỏi coi. Hỏi nói nhỏ, tao nghe hết rồi. Bộ tộc ta tuy sống ở trong rừng nhưng mà rất là văn minh, rất là cập nhật. Có mướn thầy về dạy ngoại ngữ phụ đạo cho nên biết nói tiếng của chúng bay. Ê. Ê, ê, nói thử một hai câu tiếng Anh đó, coi ông này biết không? How many people? How many people? How many one night? One night why? Tao biết rồi, con ơi. Nè, ở đây mà nói tụi bậy ra người ta quả thiêu đó. Người là ai? Ta. Ừ. Người hỏi ta. Ừ. Người có biết tặc răng không? Hả? Thì ra đây là tặc răng à? Không. Mày nói gì vậy mày? Quế mày nha mày. Một cái tát gì tội không mắc cười. Mày cũng không mắc cười. Lời đầu tiên, xin chào mừng quý vị đã đến với bộ tộc vui vẻ. Bộ tộc của những tiếng ơi. Ở cái bộ tộc này, vô đây là lúc nào cũng phải vui, nói cái gì ra cũng phải mang lại tiếng cười, làm cái gì cũng mang lại tiếng cười, hiểu chưa? Nếu không làm ra được tiếng cười là sẽ bị đánh, hiểu chưa? Con không vui hả mày? Không vui bị quýnh đó. Hỏi nữa. Ngu. Tao bị hoài, có gì đâu. Từ ngày mướn hang này về tao trưởng thành lên nhiều. Tao nói cho người biết, đã lạc vô đây là phải có mục đích gì đó đen tối đúng không? Đâu có. Bây giờ vô đây mà không khai được mục đích là sẽ phải chết. Nếu không phải làm cái gì cho ta mắc cười đi, ta tha cho. Làm đi. Bây giờ sao đây? Chưa làm gì giờ? Mày đi. Từng đứa một. Không không, bây giờ làm gì mắc cười vậy? Ai biết. Nhỏ gái ra trước đi. Ra đi. Thấy chưa? Nè, ráng làm để bà đi làm gì? Hỏi làm. Ông cười rồi. Hỏi. Cái mặt nó chích nhiều quá bị đơ cười sẵn rồi. Không mắc cười. Tao cười quá trời mày. Tôi không mắc cười. Mày quýnh làm tao vậy? Ồ, mướn hai bay về chân luôn quýnh tao không vậy hả? Bây giờ tới nhà ngươi làm đi. Mày á, mày bớt cái tật nói nhiều đi, nghe chưa anh Đức, bớt cái tật nói nhiều đi. Không mắc cười, không mắc cười. Huấn luyện viên cũng đánh.
chết mày. Không ai là mắc cười được là bị chết đó, đừng có cười. Tại vì tao bị đơ cho nên không cười. Con mày, đừng có giả bộ. Sao? Làm đi. Tao làm gì đây trời? Làm gì cho ông mắc cười đây? Thôi được rồi, sau đây tôi sẽ kể cho ông nghe về câu chuyện tình bạn. Ngày xưa tôi có một người bạn rất thân. Ủa tao nữa hả? Người bạn đó hay đi dạo cùng tôi. Yeah, mắc cười rồi, yeah. Cái mặt mày nó nhìn mắc cười liền à. Nhìn mắt nhỏ bạn nó mắc cười liền. Đó, cái mặt nhỏ này về làm cái... Cười vô duyên. Ngồi im đi. Ta đã biết hết mục đích của các ngươi vô đây là để tìm kho báu đúng không? Không có, cái đó hồi xưa thôi chứ giờ vô rồi, đang kiếm đường về. Đang kiếm đường về, có biết đường về hay không? Không. Bây giờ không biết đường vô về. Đây rồi, chắc chắn là sẽ tàn phá khu rừng của ta, có ý đồ xấu đúng không? Không có. Em tụi bay đi quả thiêu. Cái gì? Pukachi. Pukachi kìa, có phim hình nữa kìa, phim hình nữa. Pukachi. Ô, Pikachu. Pukachi. Pikachu. Pukachi. Pikachu. Pukachi. Pikachu. Pukachi. Hiểu rồi. Trời ơi, thì ra là như vậy sao? Đúng vậy. Đúng vậy, mày biết gì không mày đúng vậy? À, biết thì ông nói rồi còn đi, mừng đi. Mày còn không biết quýnh nữa. Đáng lẽ mày phải hỏi tao nói cái gì, tao kể lại cho nghe. Ông nói cái gì vậy, ông nói lại đi. Chuyện là như vậy, ta đã nghe con gái ta kể lại một câu chuyện. Trời ơi. Trong rừng mà có đi chay nữa. Ngày xưa, mới hồi nãy thôi. Con gái của ta bị mắc kẹt ở trong hang. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Nhiều đêm liền, không ra được. Đúng, đúng, đúng. Nhưng may mắn, các người đã gỡ được một cọng dây mà con ta không biết gỡ thì cứu nó ra. Đúng, đúng, đúng. Ồ, Pikachu. Ok chi? Như vậy, các ngươi là ân nhân của con ta. Đúng, 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 đúng. Ồ, buồn gì? Nhờ con ta mà các ngươi được ân huệ là được sống. Pikachu. Con gái ta còn có một điều kiện nữa, rằng ta sẽ kén rễ cho con gái của ta một trong các ngươi. Tôi là người tìm thấy bức tượng. Pikachu. Không, tìm thấy bức tượng không có liên quan gì tới cứu con gái ta hết nha. Đi ra. Đi ra, muốn không? Đó. Đầu quăng. Đầu quăng kìa. Ngươi đã có công cứu con gái ta, ta chấp nhận ngươi làm rể của bộ tộc của ta. Ngươi còn có được một kho báu và sẽ được sống ở trong rừng này suốt đời. Ừ đi để xong. Đi về, lấy con báo về, lấy con báo về. Về tao lấy chồng chứ. Lên lên dơi xuống chó luôn mày. Lên lên lên. Sao? Chà! Mày! Chà! Chào mừng con đã đến với bộ tộc của ta. Từ nay ta sẽ đặt tên cho con. Tên cho con là gì đây? Pukachi, Pikachu, Chusabi, Chihuahua. Con thích cái tên đó cha. Được không? Cảm ơn cha. Khoan khoan xí. À, nếu mà tôi mà nhập vô cái bộ tạc à, không, tại tôi định lấy bộ tạc. Bộ tộc hay là bộ lạc? Tôi bây giờ mà tôi nhập vô cái bộ tạc của à, cái bộ tộc của ông á. Liệu tôi có tên mới luôn rồi nè. Tên gì? Trịnh Kim Chi. Bị quất nữa kìa. Tôi tên tôi trẻ trung tươi tắn hơn. Tên gì? Phương Mỹ Chi. Nó tới nữa kìa. Bây giờ hãy mau đến với con gái của ta. Kìa, qua hốt đi, hốt đi, để lẹ lẹ con về nữa. Lẹ đi, hốt đi. Hốt dưới đây luôn hả? Hốt đâu? Hốt đâu? Hốt đi, nó đó, hốt. Đây, Pikachu, mới 14 tuổi thôi. Không cưới được, tao gả con gái lớn. Ủa đâu, không, hồi nãy là nó con này. Không, Chibu. Ra đi con. Dừng lại, dừng lại.
như vậy kho báu ở đây là con gái ông, đúng không? Nãy giờ ta thử lòng các ngươi thôi, tao thấy rồi nha. Nãy giờ cái tấm vải may áo đầm của bà cô nội vợ ta dằn nhét ở trong đó. Tại sao biết? Ta nhìn là biết rồi. Cái này, tấm bản đồ này ở đâu ngươi có? Tấm bản đồ này? Ủa chứ nãy ông nói ở đâu? Ông cố nội mày để lại đó. Ông cố nội để lại của tôi hả? Ông cố nội tôi để lại đó, nằm trong ông cố nội vợ của ông đó. Tào lao. Đánh tao đi, đánh tao nữa đi, đánh tao đi. Không mắc cười là phải bị đánh. Cái này ông cố nội mày để lại cho mày đúng không? Ờ. Vậy có nghĩa là ông cố nội mày là ba của ông nội mày. Lỗi tôi biết rồi. Ôi trời. Sao né vậy? Để nó đánh đi chứ né đúng gì rồi. Biết rồi nhưng mà đang dẫn chứng vô câu chuyện. Nhưng mà ông nội mày là bạn của ông nội tao. Tao đang kể chuyện vô hết mày. Quỷ. Mà tao với ông nội tao. Mày im đi, tao quên luôn rồi. Quỷ này. Hồi xưa ông cố nội mày có vô rừng này tàn phá khu rừng tìm kho báu, nhưng mà làm gì tìm được, vô quậy không à. Cho nên ông nội tao mới dạy cho ông cố nội mày một bài học là vẽ tấm bản đồ này, nói bây giờ mai mốt đứa nào muốn tìm kho báu lười lao động là đưa vô đây hết. Vô đây để làm gì? Để tìm nụ cười ở cuộc sống văn minh các ngươi. Lo tối ngày bon chen vật chất mà không biết tiếng cười là gì hết. Phải tìm niềm vui, hiểu chưa? Ủa vậy? Vậy kho báo ở đây là cái gì? Kho báo ở đây là các ngươi phải ở đây với chúng ta để học tìm niềm vui, tìm được tiếng cười. Chừng nào mà cười được thì thôi, còn không cười được bị quýnh nữa. Phản đối! Đúng, quýnh là đúng, tôi phản đối. Chỉ có thằng này lấy con ông nó ở lại, tôi với bà này ở lại làm cái gì? Bây giờ chối hả? Bao dây tụi nó lại.